Xuân Vĩ xin chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Nhà đất Kiên Giang. Trước mặt quý vị và các bạn chính là một khu đất với tổng diện tích 24.500 m2. Và ở đây chúng ta có 800 m2 thổ cư, còn lại là đất trồng cây lâu năm và đất lúa. Nền đất này có thể nói là cực kỳ thích hợp với những quý vị nào mà yêu thích thiên nhiên, muốn có một cái nơi để mình vừa ở nè, vừa trồng trọt, chăn nuôi. Và ở đây thì quý vị có thể nuôi cá nè, rồi nuôi heo, nuôi dê, nuôi vịt, nuôi gà, vân vân. Và đặc biệt phía sau quý vị sẽ có một cái cánh đồng lúa cực kỳ xanh mát luôn. Ở đây quý vị có thể là vừa chăn nuôi, vừa trồng trọt, vừa có một cái không gian trong lành, yên tĩnh và cây xanh rất là nhiều quý vị. Ở đây không khí rất là trong, rất là mát luôn. Là đất này sẽ có hướng Tây Bắc và tổng diện tích là 24.500 m2. Chúng ta sẽ có chiều ngang 52 m và chiều dài 401 m với 800 m2 thổ cư, còn lại là đất trồng cây lâu năm và đất lúa xen kẽ. Nền đất tọa lạc tại vị trí mặt tiền kênh Đồng Dông thuộc ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Con đường có độ rộng 3,5 m và trong tương lai sẽ được quy hoạch mở rộng ra thêm. Hiện tại thì xe ô tô vẫn có thể vào được đến tận vị trí của nền đất. Và nền đất thì cũng được chủ đất cho rào chắn kiên cố với hệ thống tường rào bê tông cốt thép kết hợp với phần cổng rào sắt. Bên trong thì ngoài phần khuôn viên đất rộng rãi thì chúng ta cũng sẽ có một căn nhà được thiết kế để vừa ở vừa giữ đất. Một căn nhà cấp 4 nhỏ nhỏ thưa quý vị. Ở đây thì chủ nhà thiết kế để cho những cái người giữ vườn họ ở. Đây chúng ta sẽ có những cái lối để dẫn ra khu vực phía sau nè. Bây giờ mình sẽ dẫn quý vị ra tham quan khu vực phía sau nhà nha. Đây phía sau chúng ta sẽ có một cái khoảng sân rộng rãi và thoáng mát, trồng rất là nhiều cây xanh luôn quý vị. Đây là cái nơi chủ nhà dùng làm nhà kho nè. Và đây chúng ta sẽ có một cái căn nhà gọi là nhà mát nữa quý vị. Mát đúng nghĩa luôn. Thứ nhất là nó ở trên một cái con cái ao nè quý vị. Rồi được lọc mái che, dán cách nhiệt. Ở đây có võng nè, rồi có bàn nữa nè. Đây mà quý vị lai rai sương sương của bạn bè mỗi buổi chiều, đó là tuyệt vời luôn. Đây cái hồ này có nuôi cá luôn nha quý vị. Và kế bên chúng ta có thêm một cái hồ nè. Mình sẽ dẫn quý vị ra cái hồ bên kia nha. Phía sau này thì chúng ta sẽ có một cái khu vực được thiết kế để chăn nuôi nè quý vị. Ở đây thì thấy chủ nhà cho nuôi dê, nuôi ngỗng nè. Đó, vậy thấy không? Nó nghe tiếng người rồi nó phản ứng rồi nè. Đó. Và những cái đống rơm kia chính là từ lúa phía sau mà chủ nhà họ thu hoạch đó quý vị. Ở đây thì có những cái gốc cây nè, chủ nhà họ ươm nè. Đây là những cây ăn trái. Và hiện tại thì nó đang trong cái quá trình sinh trưởng thôi. Sắp tới thì chúng ta sẽ có một cái mảng xanh dày đặc hơn nữa. Tại đây chúng ta sẽ có thêm một cái ao nè quý vị. Cái ao mà lúc nãy mà mình quay từ vị trí của nhà mát đó quý vị. Đây. Cái ao được đào theo cái dạng chữ U. Chúng ta sẽ có một cái cù lao ở giữa nè. Đây là một cái đống rơm. Mình thấy từ xa nè quý vị. Và đây là cái đường đi ra khu vực phía sau của nền đất nè. Chưa hết rồi nha quý vị. Ở đây thì chủ nhà họ rào tới cái ranh đất mà của phần sân vườn thôi. Còn phía cuối là cái phần lúa thì họ không rào. Bởi vì trồng lúa mà rào lên thì nó rất là phức tạp, rất là bất tiện. Đây quý vị xem nè. Một không gian rộng 24.500 m2. Tức là hơn 24 công. Rộng rãi thoải mái. Với 800 m2 là thổ cư. Còn lại thì đất vườn và đất lúa. Đây, cuối cùng thì mình cũng tới được vị trí của cánh đồng lúa này quý vị. Phía trên có một cái trái mướp của hàng xóm bò qua quý vị. Đây, khu vực này thì được rào lưới rồi nè. Đó. Phía sau chúng ta sẽ có một cái ruộng lúa nha quý vị. Cắm mốc sẵn hết rồi. Quý vị chỉ việc canh theo cái mốc này là xác định cái ranh đất thôi. Rất là dễ dàng. Một cái đồng cò bay thẳng cánh nha quý vị. Đó, một con cò đang bay quý vị. Tiếp theo mình sẽ đi một vòng cho quý vị xem khu vực ở bên trái của nền đất nè. Đó rộng rãi thoải mái. Mình đang đi là khoảng gần 12 giờ trưa nha quý vị. Nhưng mà cảm giác rất là mát.
Lý do là nó có nhiều cái mảng xanh đó, cho nên nó không có oi bức như là ở khu vực trung tâm của thành phố. Đây là vị trí ở phía sau, mình nhìn ra khu vực phía trước của nền đất này quý vị. Rộng rãi, mênh mông. Và ở đây chúng ta sẽ có những cái hệ thống năng lượng mặt trời nè, để có thể thắp sáng vào ban đêm, rất là tiện lợi, không cần phải tốn tiền điện. Và đây chính là cái ao nè quý vị. Một cái ao trong mát. Phía trước là một chú vịt đang rỉa lông nè. Đó. Mát mẻ, dễ chịu. Và toàn bộ phần đất đã được rào chắn kiên cố luôn, cắm mốc phân định lên cho rõ ràng, cho nên khi mua về quý vị chỉ việc tiếp quản và sử dụng thôi, không cần phải lăn tăn đến vấn đề pháp lý. Và nền đất có diện tích 24.500m2 này đang được chủ đất chào bán với mức giá là 16 tỷ đồng, có thương lượng và đồng thời hỗ trợ vay vốn ngân hàng cho những quý vị nào có nhu cầu vay vốn. Nếu quý vị quan tâm đến nền đất này, vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại xuất hiện trên video clip này nhé. Video clip của mình đến đây xin được kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào các video clip tiếp theo.